Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng công cụ Brut, tìm hiểu về bảng Brut và thao tác với pane Brut trong Illustrator. Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bảng Brut. Để lấy bảng Brut, các bạn có thể vào Window, vào Brut. Phím tắt của nó chính là F5. Như vậy là chúng ta đã mở được bảng Brut. Bảng Brut này là nơi chứa tất cả các kiểu cọ mà chúng ta có thể dùng làm việc trong Illustrator. Thuật ngữ kiểu cọ hay gọi là brush dùng để đề cập đến các chế độ mà chúng ta có thể áp dụng cho đường viền, đường path hoặc màu đồ của đối tượng thông qua công cụ paint brush. Đây ạ. Công cụ paint brush, phím tắt là B. Và đặc điểm của brush đó là chỉ dùng được cho những đường path đơn giản, không có hiệu ứng chuyển màu, không có đối tượng lưới, không phải ảnh bitmap, cũng không áp dụng mặt nạ và không áp dụng hiệu ứng hòa trộn. Đặc biệt đó là cũng không được áp dụng được cho text. Nếu như đối với đối tượng text chúng ta muốn áp dụng Brut thì chúng ta sẽ phải convert text. Trước hết chúng ta sẽ sử dụng công cụ Paint Brut để vẽ ra một đường path bất kỳ. Chúng ta click chọn đường path và chúng ta có thể thay đổi được các kiểu Brut trong bảng Brut này. Khi click chọn vào đối tượng đường path thì các bạn có thể áp dụng các kiểu cọ bên trong bảng brush cho đối tượng của chúng ta. Ví dụ đây chẳng hạn. Và đặc điểm của paint brush đó chính là một công cụ dùng để vẽ dạng tự do. Khác với pen, pen đó là chúng ta dùng để vẽ các đường path một cách chính xác với các điểm neo và các đường path một cách chính xác tỉ mỉ. Đối với paint brush thì chúng ta sử dụng để vẽ các đường path hoặc là các hình đơn giản, đặc biệt là mang tính chất tự do. Cho nên đôi khi chúng ta sẽ gặp khó khăn khi chúng ta thao tác với chuột. Nếu như chúng ta sử dụng Paint Brush này với bảng Wacom, bảng vẽ điện tử thì nó sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn. Trong bảng Brush của chúng ta có 5 kiểu cọ sau. Các bạn có thể click vào trong menu của bảng Brush. Thứ nhất, chúng ta sẽ có kiểu cọ Calligraphic Brush. Đó là kiểu cọ thư pháp, dùng để áp dụng cho đường viền tương tự với đường nét được vẽ bằng bút thư pháp, hay gọi là bút nét thanh nét đậm. Thứ hai đó là Scatter Brush, là kiểu cọ phân tán được tạo ra bởi các bản sao của một đối tượng dọc theo đường path. Thứ ba đó là kiểu cọ nghệ thuật Art Brush, là kiểu cọ kéo dài một đối tượng dọc theo chiều dài của đường path. Thứ tư đó là kiểu cọ lông mô phỏng, hay gọi là dựa trên những cái nét bút giống tự nhiên của bút lông với các nét thanh nét đậm. Thứ năm đó là Pattern Brush. Kiểu cọ họa tiết này là sự lặp đi lặp lại một họa tiết dọc theo đường path. Ngoài ra bên trong bảng Brush này chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều các mẫu Brush khác nhau đã được có sẵn ở trong Library, Brush Library Menu. Ví dụ như các kiểu cọ về Around dạng mũi tên, hay là Asterisk dạng nghệ thuật, vân vân. Nên là có rất nhiều các kiểu cọ khác nhau để chúng ta có thể khai thác và sử dụng. Ở đây tôi đã lấy ra một số các ví dụ về các kiểu cọ. Chúng ta có thể khám phá các kiểu cọ bên trong này. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tạo ra một đường path bất kỳ. Sau đó chúng ta sẽ thay đổi các kiểu cọ. Chúng ta sẽ sử dụng kiểu cọ thư pháp. Đây là kiểu cọ thư pháp. Chúng ta sẽ thử với các kiểu cọ phân tán. Đây là các kiểu cọ phân tán trong thư viện có sẵn. Hoặc các kiểu cọ nghệ thuật, mô phỏng các nét bút nghệ thuật tự nhiên. Đây chẳng hạn, một đối tượng được kéo dài trên đường path. Hoặc là kiểu cọ dạng bút lông, kiểu cọ lông. Đây là ví dụ với các kiểu cọ lông có sẵn mặc định ở trong bảng brush của chúng ta. Hoặc là một số các ví dụ về các kiểu cọ. Đây chẳng hạn, kiểu cọ nghệ thuật. Hay kiểu cọ, đây là kiểu cọ với các bút lông. Đây, với các kích thước cũng như là các đầu cọ khác nhau. Các bạn sẽ thấy có rất nhiều đầu cọ xòe, đầu cọ nhọn hoặc là đầu cọ bằng, vuông, đầu cọ tròn. Còn phía dưới này của chúng ta, đó là một số các cái cọ họa tiết có sẵn mặc định ở trong bảng Brush. Đây chẳng hạn. Với bảng Brush này của chúng ta, công cụ Brush này của chúng ta, nếu như các bạn có thể sử dụng và khai thác một số các Brush đã có sẵn, chẳng hạn với kiểu gọn nghệ thuật này, để chúng ta sử dụng, áp dụng tạo đường viền cho đối tượng. Ví dụ với một đối tượng vector tôi đã tạo sẵn từ trước như này,
Đây là một hình minh họa mèo tôm để tạo sự phong phú cho đường nét, hoặc là đôi khi nó tạo sự phá cách hoặc mềm mại, hay là theo một cái phong cách nào đấy mà chúng ta muốn thì chúng ta có thể áp dụng các cái kiểu cọ đã có sẵn. Thậm chí chúng ta có thể tạo mới ở trong bảng brush này để áp dụng cho đối tượng của chúng ta. Ví dụ bây giờ tôi muốn tạo cái cảm giác cho cái đối tượng của tôi, đó là cái nét bút nó rất là tự nhiên như là dạng vẽ tay chẳng hạn. Vậy thì tôi sẽ lựa chọn đối tượng, tôi sẽ chọn vào các đường nét của đối tượng này. Để chọn tất cả các đường nét trên một đối tượng, tôi sẽ vào Select Same Stroke Color. Ở đây tôi sẽ lựa chọn được tất cả các đối tượng có đường viền màu đen trên cái đối tượng minh họa hình mèo tôm này. Sau đó tôi sẽ click đẩy nét lên trên và tôi vào bảng Brush. Trong thư viện Brush này tôi có thể mở các dạng, ví dụ như Asterisk, bởi vì tôi đang muốn nó theo phong cách nghệ thuật nên tôi có thể sử dụng bảng Asterisk này và tôi sử dụng dạng Pencil mô phỏng bút chì. Ví dụ như này chẳng hạn. Nếu như trường hợp nét của chúng ta bị to thì các bạn cũng có thể vào thay đổi kích thước trong bảng stroke. Trên thanh control này của chúng ta đã có một stroke rồi, hoặc các bạn cũng có thể vào trong stroke này để chúng ta thay đổi kích thước của nó. Giả dụ bây giờ nó hơi to thì tôi có thể dàn thành 0,5 point chẳng hạn. Đấy, như vậy là các bạn sẽ thấy brush của chúng ta tự áp dụng cho đối tượng và đối tượng minh họa này sẽ có một cảm giác như được vẽ tay cách rất là tự nhiên. Tôi cũng có thể thay đổi các định dạng khác nhau của brush theo ý tôi muốn, miễn làm sao đạt được đến một hiệu ứng nào mà tôi cảm thấy ưng ý. Ví dụ như này, ở đây tôi sẽ giảm độ xuống là 0,75, cỡ vừa. Ví dụ như này chẳng hạn. Đó, các bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa hai đối tượng. Một đối tượng vẽ vector nét, bình thường chúng ta sử dụng công cụ viết tool để tạo độ dày mỏng. Và dạng thứ hai đó là chúng ta kết hợp với brush để chúng ta tạo hiệu ứng nghệ thuật cho hình vẽ của chúng ta. Các bạn sẽ thấy sự khác biệt. Đấy là ví dụ về ứng dụng brush trong thiết kế. Tiếp theo, để tạo mới brush, chúng ta cũng có thể thao tác chỉnh sửa với tất cả các định dạng brush đã có trong Illustrator. Để tạo kiểu cọ mới, bước 1 chúng ta sẽ mở bảng brush lên. Để tạo kiểu cọ mới thì chúng ta có thể click vào option của bảng brush. Chúng ta click vào New Brush. Các bạn sẽ thấy nó hiện lên một cái bảng New Brush. Trong đây có một số các lựa chọn của 5 dạng brush mà chúng ta đã giới thiệu lúc trước. Trong 5 dạng này thì các bạn nhớ rằng khi chúng ta không lựa chọn đối tượng, nghĩa là chúng ta chưa tạo trước đối tượng, thì sẽ xuất hiện 3 dạng brush. Đó là calligraphic, bristle và pattern. Còn nếu như chúng ta chưa tạo đối tượng họa tiết có sẵn ấy, thì các bạn sẽ thấy nó không xuất hiện cái nút hiển thị của Capture Brush và Add Brush. Để tạo một đối tượng dạng Add Brush hoặc là Capture Brush thì chúng ta trước hết chúng ta phải có một đối tượng, ví dụ như này. Các bạn phải vẽ sẵn ra một đối tượng trước, sau đó chúng ta click vào New. Đấy, các bạn sẽ thấy nó hiện lên tất cả 5 định dạng của Brush trong New Brush này để chúng ta có thể lựa chọn. Trước hết chúng ta sẽ tạo mới kiểu cọ với định dạng kiểu thư pháp Calligraphic Brush. Với kiểu cọ Calligraphic này chúng ta không cần phải tạo trước đối tượng. Chúng ta chỉ việc click vào công cụ New Brush phía dưới bảng Brush đây ạ. Hoặc là các bạn click vào Option của bảng Brush và New Brush. Sau đó chúng ta để dấu tích ở phần Calligraphic Brush. Ok. Trong bảng Calligraphic Option này, chúng ta sẽ thấy có một số thông số sau. Thứ nhất đó là tên. Thứ hai, cái này đó chính là hiển thị trước của brush. Thứ ba, đây chính là góc xoay của brush mới. Thứ tư, drawnish, độ tròn của brush mới. Thứ năm, đó là kích cỡ của brush mới. Ở đây chúng ta có thể thay đổi thông số. Ví dụ, để tạo mẫu brush mới, chúng ta có thể tạo, giả dụ như bây giờ tôi sẽ chọn góc xoay là 45 độ. Roundness là độ tròn, tôi sẽ sử dụng là khoảng 30, chẳng hạn 30%. Size tôi sẽ để khoảng 10 point, ví dụ như vậy. Sau đó tôi click OK. Như vậy là ở đây tôi đã có Calligraphic Brush 1, đó là chính là brush mới của tôi vừa mới tạo ra. Giả dụ bây giờ tôi sẽ dùng brush, tôi vẽ, tôi sẽ tạo hình chữ S đi. Bởi vì tôi đang click chọn Calligraphic Brush mới mà tôi đã vừa tạo cho nên là nó có ngay cái định dạng như thế này. Còn nếu như đối với một số calligraphic brush đã có sẵn ở trong đây chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy đây là một ví dụ, hoặc là với đây, hoặc là đây.
Đây là một số các định dạng có sẵn. Đây chẳng hạn. Còn đây chính là định dạng brush mà tôi tạo mới. Sau khi chúng ta đã tạo calligraphic mới này thì các bạn cũng có thể đổi màu cho đối tượng tùy ý, đổi màu cho nét. Hoặc là bây giờ chúng ta sẽ vẽ thử một hình tròn để các bạn thấy ứng dụng. Đây là một hình tròn với đường nét mặc định tự nhiên. Và bây giờ tôi sẽ áp dụng kiểu brush mới mà tôi vừa tạo đây chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy nó nét thanh nét đậm, giống như kiểu thư pháp. Hoặc là tôi sẽ vẽ ra một hình ngôi sao như này. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng cái brush mới mà chúng ta vừa tạo. Tôi sẽ thử đổi màu cho nó để các bạn nhìn thấy sự khác biệt. Ngoài ra chúng ta cũng có thể sử dụng brush này để chúng ta viết chữ chẳng hạn. Tất nhiên là viết chữ bằng chuột thì nó sẽ không được đẹp cho lắm đúng không ạ? Ví dụ như tôi viết brush này. Đây chẳng hạn đây. Các bạn sẽ thấy dạng brush mới của chúng ta nó tựa như chữ viết tay, nét thanh, nét đậm. Hoặc là tôi cũng có thể sử dụng với text. Ví dụ như là tôi sẽ bóng to lên. Tôi sẽ để dạng bold. Tôi sẽ đẩy nó lên thành dạng chữ hoa. Type, change key, upscale. Và để các bạn nhớ rằng chúng ta sẽ không áp dụng được brush cho một đối tượng đang là text. Vì vậy muốn áp dụng cho đối tượng text này thì chúng ta bắt buộc phải biến đối tượng này trở thành một đối tượng được convert, nghĩa là chúng ta sẽ phải convert text, Ctrl Shift O. Sau đó chúng ta sẽ mới có thể áp dụng được brush cho đối tượng này. Đây chúng ta sẽ đổi màu cho nét. Sau đó áp dụng brush mới. Ví dụ như này chẳng hạn. Nếu như chúng ta cảm thấy brush của chúng ta hơi bị dày thì các bạn cũng có thể tăng giảm brush bên trong cái phần shape này của chúng ta. Và chúng ta cũng có thể đổi màu cho nó tùy ý. Ví dụ như này. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu về calligraphic brush và chúng ta đã thử tạo mới calligraphic brush. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tạo kiểu cọ mới, kiểu bristle, nghĩa là kiểu cọ lông. Khi click vào công cụ New Brush này, chúng ta sẽ tích chọn Bristle Brush. Các bạn sẽ thấy hiện lên bảng thông số để chúng ta có thể tạo mới. Trước hết ở đây chính là tên. Các bạn có thể đánh tên tùy ý. Tiếp theo bên dưới này, đó là các dạng kiểu cọ. Khi click vào mũi tên này, chúng ta sẽ thấy nó sổ ra rất nhiều các đầu dạng kiểu cọ khác nhau. Ví dụ như là dạng kiểu cọ tròn, dạng kiểu cọ dẹt, hoặc là kiểu cọ xòe vân vân. Tùy chúng ta có thể lựa chọn định dạng cho kiểu cọ mới mà chúng ta mong muốn. Dưới đây chính là phần hiển thị và xem trước kiểu cọ. Bên dưới này size, đó là phần kích cỡ của brush mới. Bristle length, đó chính là độ dài của brush mới. Thông số để chúng ta có thể nhập để tạo mật độ cho brush mới. Tiếp theo đó chính là thông số về tạo độ dày, thickness. Còn paint opacity, đó là độ mờ nhòa của brush. Và dưới này cuối cùng, đó là độ cứng của brush. Chúng ta có thể nhập các thông số này tùy theo chúng ta mong muốn. Và sau khi tạo thông số xong thì chúng ta sẽ click OK. Giả dụ bây giờ tôi sẽ tạo ra một kiểu cọ mới với dạng cọ lông 1. Tôi sẽ lựa chọn dạng đầu cọ xòe chẳng hạn. Sau đó tôi sẽ tạo kích cỡ. Giả dụ size tôi sẽ để là 5 chẳng hạn. Độ dài tôi sẽ để 100%. Tiếp theo phần mật độ của brush, tôi sẽ để mật độ cao khoảng 50 chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy nó có sự thay đổi ngay ở phía trên preview này của chúng ta. Các bạn sẽ thấy nó khá là đậm hơn đúng không ạ? Tiếp theo thickness, độ dày của brush mới thì tôi sẽ để 75 chẳng hạn. Opacity tôi sẽ để khoảng 50. Bên dưới này các bạn sẽ thấy không? Nó mờ đi hơn hẳn đúng không ạ? Và độ cứng, như bây giờ các bạn sẽ thấy là tôi để độ cứng là 100%. Cái nét cọ lông của chúng ta nó tuy là mờ nhưng mà nó vẫn cứng. Hoặc là độ mềm, độ blue đấy ạ. Các bạn tưởng tượng như nó chính là độ blue, độ mờ nhòa. Giả dụ bây giờ tôi sẽ để khoảng 75% chẳng hạn. Sau đó tôi click OK. Và tôi có thể sử dụng brush, paint brush để cho tôi tạo ra một kiểu cọ lông. Đây chính là kiểu cọ lông mới mà tôi vừa tạo. Tương tự như thế tôi cũng có thể sử dụng các cái hình bất kỳ để tôi có thể áp dụng kiểu cọ lông mới của tôi vừa tạo chẳng hạn như này. Ngoài ra đối với đối tượng như này, chúng ta cũng có thể áp dụng kiểu cọ lông mới. Nên chúng ta sẽ select same
Chalk color, sau đấy tôi sẽ áp dụng kiểu gọn lông mới mà tôi vừa tạo như này. Tuy nhiên là chúng ta lưu ý là lựa chọn kiểu cọ sao cho phù hợp với hình minh họa của chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách tạo kiểu cọ scatter mới, kiểu cọ phân tán. Và để tạo kiểu cọ này thì chúng ta bắt buộc phải có một đối tượng họa tiết nào đó bất kỳ thì chúng ta mới có thể click để tạo kiểu cọ. Tôi đã tạo ra một số mẫu kiểu cọ ở phía trên này. Bây giờ tôi có thể thực hiện lại để chúng ta cùng xem. Giả dụ tôi sẽ lấy một hình ngôi sao. Và để tạo brush mới, brush phân tán mới thì chúng ta sẽ click chọn đối tượng, sau đó click vào New Brush, sẽ hiện lên hộp thoại New Brush. Trong này chúng ta sẽ tích chọn chế độ Scatter Brush. Ok. Bảng Scatter Brush option hiện lên. Trong đây chúng ta sẽ có một số các thông số sau. Thứ nhất đó là tên brush mới. Bên dưới này chúng ta sẽ có các phần thông số sau. Thứ nhất đó là size, đó là kích thước của brush. Tiếp theo, spacing là khoảng cách giữa các cụm họa tiết này khi chúng trở thành một brush, nghĩa là thành một dải. Dưới đây, scatter đó là độ phân tán, nghĩa là độ phân rã của nhóm đối tượng họa tiết. Bên dưới này, rotation đó chính là góc xoay. Chúng ta cũng có thể tạo góc xoay cho họa tiết này. Chẳng hạn, bây giờ đầu tiên với phần size, tôi sẽ kích là cho nó nhỏ hơn khoảng 75% chẳng hạn. Bên dưới này, spacing, khoảng cách tôi sẽ để mặc định là 100% để tạo độ khít giữa các cụm đối tượng này, các nhóm đối tượng này. Dưới đây, scatter, độ phân rã tôi cũng sẽ để 0. Bên dưới này, rotation tôi cũng sẽ để 0 để mặc định. Và chúng ta click OK. Sau khi tạo xong, các bạn sẽ thấy brush mới của chúng ta đây ạ, chính là cọ phân tán 1. Và để áp dụng cọ phân tán cho một đối tượng bất kỳ thì bây giờ tôi sẽ thử tạo ra một hình tròn. Tôi sẽ tắt màu đổ đi để màu vùng viền. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng brush mới. Đây, các bạn sẽ thấy brush mới tạo chúng ta đã xuất hiện trên cái đường path này. Và chúng ta cũng có thể thay đổi cái kiểu cọ này bằng cách chúng ta click vào option of select object bên dưới cùng của bảng brush. Ở đây sẽ hiện lên cái phần Choke option của cọ phân tán Scatter Brush. Các bạn có thể thay đổi thông số. Chúng ta click vào nút Preview này, nó sẽ hiển thị trước cho chúng ta xem hiệu ứng chúng ta thay đổi ở ngay đối tượng bên trái này. Và giả dụ bây giờ size tôi có thể tăng lên 100% chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy nó có sự thay đổi. Đúng ạ. Tiếp theo, Spacing. Khoảng cách, giãn cách, giả dụ bây giờ tôi sẽ để là 50%. Các bạn sẽ thấy nó rất là xít nhau. Còn nếu như tôi để giãn ra là 150 chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy nó thưa hơn. Tuy nhiên là tùy từng đối tượng hay là tùy từng mẫu mà chúng ta muốn thay đổi như thế nào cho nó phù hợp. Bên dưới này, scatter là độ phân rã. Nếu như chúng ta để không thì mặc định là nó sẽ nằm, các đối tượng, các họa tiết chúng ta tạo nó sẽ nằm trên đúng đường path. Còn nếu như chúng ta thay đổi thông số âm chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy đối tượng của chúng ta bị phân rã, phân tán ra xung quanh rất là xa so với đường path gốc. Còn nếu như chúng ta tăng lên thì đối tượng lại rụm lại, nó rụm lại vào bên trong so với đường path gốc, đúng không ạ? Nghĩa là thông số dương là nó xuống dưới đường path, còn thông số âm là đi xa xa đường path hơn. Thì tùy từng mục đích mà chúng ta sẽ thay đổi cái độ phân rã sao cho phù hợp. Bên dưới này là rotation. Rotation là góc xoay của họa tiết. Giả dụ tôi xoay, các bạn sẽ thấy thông số âm nó sẽ xoay sang phải, còn thông số dương nó sẽ xoay sang trái, đúng không ạ? Ngoài ra chúng ta cũng có thể click vào các cái chế độ feature mặc định. Chúng ta có thể click vào random. Random này lại biến đổi các cái thông số, biến đổi spacing. Các bạn sẽ thấy độ phân rã nó một cách nó tự nhiên hơn. Scatter này chúng ta cũng có thể thay đổi, các bạn sẽ thấy rõ nhất. Đây, đối tượng nó sẽ phân rã một cách lung tung hơn, nó không theo hàng lối nữa. Hoặc là góc xoay kiểu random này, chúng ta sẽ thấy nó xoay lung tung hơn, nghĩa là xoay theo cách rất là tự do. Nếu như đến một độ nào đấy mà các bạn cảm thấy ưng ý thì chúng ta sẽ click OK, tùy ý. Đó chính là ví dụ về kiểu cọ phân tán. OK, ví dụ như vậy.
Vậy chúng ta cũng có thể vừa tạo mới và vừa thao tác chỉnh sửa với cái đường brush mới mà chúng ta vừa tạo. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu về kiểu cọ scatter brush, kiểu cọ phân tán. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo kiểu cọ mới, kiểu art brush. Art brush là kiểu cọ nghệ thuật. Đây là ví dụ mà tôi đã tạo với kiểu cọ nghệ thuật. Và chúng ta có thể áp dụng cái kiểu cọ nghệ thuật này. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tạo ra một đường path bất kỳ. Tôi sẽ sử dụng công cụ biến dạng trong nhóm Wood Tool. Đây, ví dụ như này. Sau khi làm biến dạng đối tượng rồi, tôi sẽ sử dụng cái đường này để chúng ta tạo ra brush mới. Click vào New Brush, Add Brush, OK. Trong bảng Add Brush này xuất hiện, chúng ta sẽ có một số các vấn đề. Thứ nhất đó là name, là tên của brush. Bên dưới này Fish, đó là kích thước. Chúng ta có thể tăng giảm kích thước ở đây, tùy ý. Đó, tăng giảm. Tuy nhiên tôi sẽ để mặc định là 100%. Bên dưới này chúng ta sẽ có phần hiển thị trước của brush. Đây chính là hướng, một số các nút điều hướng. Giả dụ chúng ta click vào, các bạn sẽ thấy cái hướng mũi tên xanh, đây có sự thay đổi, đúng không ạ? Nghĩa là brush sẽ bắt đầu từ trái qua phải, hoặc là từ phải qua trái, hay là từ trên xuống dưới. Nghĩa là đồ brush của chúng ta sẽ nằm ngang hoặc là nằm dọc. Bên dưới này đó là màu chủ đạo của đối tượng. Các bạn cũng có thể để chế độ tùy ý. Dưới này option flip along và flip across là nơi chúng ta có thể lựa chọn kiểu lật. Ví dụ như lật ngang trên dưới hoặc là lật trái phải cho đối tượng. Sau khi thao tác xong chúng ta bấm OK. Các bạn sẽ thấy chúng ta có kiểu cọ nghệ thuật mới ở bên trong bảng brush của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái kiểu cọ mới này cho một đối tượng bất kỳ nhé. Ví dụ tôi sẽ tạo ra một hình vuông có góc bo tròn như này. Sau đó chúng ta tắt màu đổ đi và chúng ta áp dụng kiểu brush mới. Chúng ta cũng có thể thay đổi kích thước của brush này bên trong bảng stroke. Tôi có thể giảm nhỏ nữa, hoặc là tôi cũng có thể tăng đậm lên tùy ý của tôi. Ngoài ra chúng ta có thể áp dụng các cái kiểu brush mới cho chữ chẳng hạn. Ví dụ như ở đây tôi đã tạo ra một nhóm brush như này. Add brush 2 là nhóm brush mà tôi đã tạo từ trước và bây giờ tôi có thể áp dụng với chữ. Và tôi sẽ gõ từ add. Chúng ta sẽ phóng to lên. Create outline. Sau đó tôi sẽ tắt màu đồng. Chúng ta để màu viền và chúng ta áp dụng brush mới chúng ta đã tạo. Ví dụ như này. Nếu như chúng ta thấy nó gần nhau, các bạn có thể tăng giảm stroke như này chẳng hạn. Chúng ta sẽ giảm stroke đi để chữ chúng ta nhìn được rõ hơn. Và đối với kiểu cọ nghệ thuật này, khi chúng ta đã tạo ra rồi nhưng chúng ta muốn chỉnh sửa kiểu cọ thì chúng ta cũng có thể click vào nút Option Select Object để chúng ta thay đổi kiểu cọ. Các bạn có thể thay đổi kích thước ở bên trong này hoặc là lật trên dưới trái phải. Sau khi lựa chọn xong chúng ta sẽ click OK tùy ý. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo mới cho kiểu cọ pattern. Kiểu cọ pattern này thì trước hết chúng ta sẽ phải tạo ra một đối tượng bất kỳ để làm pattern cho kiểu cọ này. Ví dụ bây giờ tôi sẽ tạo ra một hình ngôi sao. Sau đó chúng ta click vào công cụ tạo mới New Brush, click vào chế độ Pattern Brush. OK. Sẽ xuất hiện cái bảng thông số để tạo Pattern Brush Option. Bên trên này đó chính là thông số Pattern 1. Tôi sẽ gõ 123 chẳng hạn. Bên dưới này Scale đó là kích thước của brush. Chúng ta có thể tăng giảm kích thước bên trong này tùy ý. Spacing là khoảng cách giữa các họa tiết. Bây giờ các bạn nhìn thấy bên dưới này, chúng ta sẽ thấy preview của nó hiển thị trước cái pattern đấy ở trên đường path sẽ như thế nào. Bên dưới này là spacing, chúng ta có thể thay đổi. Giả dụ như các bạn sẽ thay đổi khoảng 50% chẳng hạn, các bạn sẽ thấy họa tiết của chúng ta dồn, nghĩa là nó cách xa nhau hơn hẳn. Còn nếu như chúng ta để về thông số 0 bình thường thì họa tiết nó sẽ sát nhau hơn. Phía bên dưới này, cái phần outer corner này đó là phần hiển thị họa tiết góc. Và trong mục này đó là hiển thị họa tiết ở đoạn giữa. Ở đây chúng ta có thể lựa chọn các kiểu lật cho họa tiết.
ví dụ như lật trái, lật phải hoặc lật trên, lật dưới. Hiện tại đối với họa tiết này chúng ta sẽ thấy trái phải đều như nhau, chỉ có lật trên hoặc dưới thì sẽ, chúng ta sẽ thấy có sự khác biệt. Bên dưới này đó là màu chủ đạo. Chúng ta có thể chọn chế độ, giả dụ như tin hay set and tin chế độ. Chẳng hạn tôi sẽ đặt chế độ tin chẳng hạn. Ok, như vậy các bạn sẽ thấy họa tiết chúng ta đã vào đây với tên gọi là pattern 1. Bây giờ chúng ta sẽ thử áp dụng kiểu họa mới này cho một hình vuông. Đây chẳng hạn, các bạn sẽ thấy chế độ tin này nó sẽ làm cho họa tiết của chúng ta trở thành đơn sắc. Và chúng ta có thể thay đổi ở trong này. Như tôi không để chế độ tin nữa, tôi để chế độ 5 chẳng hạn, thì màu của chúng ta sẽ mặc định là trở về bình thường, hoặc lật trên dưới trái phải. Đây, sau khi thay đổi hoặc chỉnh sửa xong thì chúng ta click OK. Chẳng hạn bây giờ những kiểu cọ này chúng ta không muốn sử dụng nữa thì chúng ta cũng có thể click vào nó, sau đó chúng ta kéo giữ và thả vào thùng rác chẳng hạn. Nó sẽ hiện lên một cái hộp thoại, đó là chúng ta có muốn expand chop hoặc là remove chop hoặc cancel. Bây giờ tôi sẽ remove, nghĩa là xóa và remove chop đó đi. Như vậy thì cái đối tượng chúng ta trở về bình thường. Đấy là xóa. Đây là một số các kiểu cọ mà tôi đã tạo trước. Chúng ta có thể áp dụng các kiểu cọ mới này tương tự như cách chúng ta đã làm với cái kiểu cọ vừa xong. Chúng ta có thể áp dụng luôn kiểu brush như này chẳng hạn, nhưng các bạn sẽ thấy nó rất là to. Hoặc là chúng ta trở về chế độ bình thường, sau đó chúng ta sẽ thêm điểm, sau đó chúng ta sẽ xóa cái cụm này đi. Bởi vì đối tượng này nó đang là một đường path phức hợp, chúng ta sẽ phải thực hiện lệnh đó là Release Compo Path để tách hai đối tượng này ra. Sau đó chúng ta lựa chọn và sử dụng lệnh Blend. Tôi sẽ để là 1 để chúng ta sẽ lấy một đường path ở giữa như này. Sau đó chúng ta sẽ áp dụng brush bất kỳ, ví dụ như brush này chẳng hạn, hay là chúng ta áp dụng brush này, các brush mà tôi đã tạo mới, hay là brush nghệ thuật. Tôi sẽ thu nhỏ lại chẳng hạn. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng một số các cái thao tác tạo hình cơ bản cộng với ứng dụng để tạo kiểu brush mới. Và chúng ta sẽ tạo ra nhóm họa tiết như thế này. Trước hết tôi sẽ tạo ra một artboard mới, new artboard. Đây. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng các công cụ hình cơ bản và pen để chúng ta tạo mới ra một nhóm đối tượng như này chẳng hạn. Trước hết để tạo ra họa tiết như này, tôi sẽ sử dụng hình cơ bản. Đầu tiên đó là hình vuông. Sau đó chúng ta sử dụng lệnh sao chép, Ctrl C, Ctrl F, thu nhỏ đối tượng lại. Đối tượng đã được copy lại một chút. Sau đó chúng ta sử dụng lệnh trong Pathfinder Mini Front để chúng ta cắt đối tượng. Các bạn có thể đổi màu cho nó. Tôi sẽ tắt màu độ đi. Tôi sẽ tắt màu viền đi. Chúng ta đổi tăng màu độ này. Ctrl C, Ctrl F để copy đối tượng lần thứ hai, tạo thành một hình bên trong. Sau đó tôi sẽ đổi màu cho đối tượng. Và chúng ta sẽ sử dụng chuột trắng để bo cái góc này lại, ví dụ như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng lệnh xoay. Nếu như hình này chúng ta hơi to thì các bạn có thể thu nhỏ lại một chút, ví dụ như này. Chúng ta sẽ dùng công cụ chuột trắng để lựa chọn đường path bên trong. Sau đấy chúng ta sẽ trở về công cụ chuột đen để thu nhỏ đối tượng. Sau khi xong thì chúng ta sẽ copy đối tượng này lên phía trên, giữ shift, giữ alt để copy đồng thời. Tiếp theo chúng ta sẽ copy sang bên này. Tôi sẽ phóng to lên một chút cho chúng bằng nhau. Sau đó chúng ta sẽ vẽ hình tròn nhỏ bên trong. Tôi group cái nhóm đối tượng này trước. Sau đó chúng ta click chọn hai đối tượng này.
sử dụng công cụ Reflect Tool để lật đối tượng. Giữ Alt, giữ Shift. Sau đó tiếp tục chúng ta sao chép của đối tượng này lên trên đây. Sử dụng chuột trắng A để biến đổi đối tượng này. Này chẳng hạn. Hơi dài quá, tôi sẽ giảm nó đi. Sau đó chúng ta sử dụng công cụ Pen để vẽ đường path bên này. Tiếp theo cô sẽ sử dụng lệnh offset path. Chúng ta sẽ sử dụng thông số âm và thu nhỏ cái đối tượng này lại. Ok. Sau đó cô sử dụng lệnh trong Pathfinder menu front để chúng ta cắt đối tượng, lọng đối tượng. Tiếp tục sử dụng lệnh reflect tool, công cụ reflect để chúng ta lật đối tượng, sao chép đối tượng, cân đối sang bên kia. Sau khi xong, chúng ta group cả nhóm đối tượng này lại. Tôi sẽ xóa bớt cái này đi. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng cái họa tiết này trong brush để chúng ta tạo ra một brush mới. Pattern brush. Ok. Ok. Chính là cái họa tiết mà tôi đã tạo lúc trước. Sau khi xong, chúng ta sẽ sử dụng hình tròn. Vẽ ra một hình tròn như thế này. Lắp màu đồ đi để màu viền thôi. Và chúng ta áp dụng cái brush mà chúng ta vừa tạo. Đó. Các bạn sẽ thấy họa tiết của chúng ta bên trong này. Sau khi tạo xong, các bạn có thể chỉnh sửa brush ở trong công cụ chỉnh sửa này chẳng hạn. Giả dụ như các bạn có thể thay đổi độ to nhỏ. Bây giờ tượng chẳng hạn kéo nhỏ lại thì đối tượng của chúng ta sẽ nhiều họa tiết hơn, hoặc là tăng lên thì các bạn sẽ thấy đối tượng họa tiết của chúng ta sẽ ít đi, đúng không? Tôi sẽ để mặc định là 100. Bên dưới đây khoảng cách tôi cũng sẽ để mặc định là 0%, bởi vì tôi muốn các họa tiết này nó xếp nhau. Còn bên dưới này nữa đó là flip, đó là lật. Các bạn có thể tùy chọn lật ra ngoài hoặc là để vào trong. Trái phải thì như nhau rồi, chúng ta có thể lật trái, lật vào trong hoặc là lật trên, lật dưới như này. Tôi click OK. Sau khi xong, chúng ta sẽ sử dụng lệnh Ctrl C, Ctrl F để tiếp tục tạo thêm đối tượng, và chúng ta kéo vào bên trong thu nhỏ đồng thời. Sau đó xoay đối tượng. OK. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng lệnh Object Transform, Transform X, thu nhỏ lại khoảng, chúng ta click Preview lên nhé, thu nhỏ lại khoảng 70% chẳng hạn. Sau đó xoay góc 15, 16.5, copy, đăng chân D. Chúng ta sẽ được cụm họa tiết như thế này. Họa tiết ban đầu của tôi nó đảo hướng ra ngoài, bây giờ thì các bạn sẽ thấy nó có sự hơi khác một chút, nhưng không sao. Đây chính là cách để chúng ta áp dụng họa tiết pattern. Đây chính là cách để chúng ta có thể ứng dụng brush pattern để tạo ra một nhóm họa tiết. Như chẳng hạn. Sau khi xong, chúng ta sẽ offset
Expand apparent, biến chúng trở thành đối tượng vector bình thường như này. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong các bạn thao tác với Brush trong Illustrator, đồng thời chúng ta đã tìm hiểu về cách tạo mới và ứng dụng Brush trong một số các ví dụ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.